Con tên gì? Tên gì? Huy hả? Huy hả? Con là Phúc Huy. Con là Phúc Huy phải không? Phúc Nguyên hả? Phúc Huy. Con tên gì? Hả? Để to lên. Con là Đức Minh. Đức Minh. Nha, à, chú ghi kỷ niệm nha, cái là lớn rồi nhớ chú nha. Con này có nổi tiếng nhớ chú nha. Nha. Nha, sau này nổi tiếng nhớ chú nha. Chú tên là Ô Long. Nha. Đây. Đây luôn, hai cái được luôn. Chia tay với cặp song sinh, chúng ta sẽ đến với một chàng trai nhỏ mặc áo đỏ. Camera từ xa quay tới, anh chàng khá là ngầu. Anh ngồi bẹp xuống trên một cái dù. Chúng tôi quan sát xung quanh. Anh quan sát xung quanh và phát hiện chúng tôi đang đang tập trung vào anh ấy. Hai tay anh cầm hai súng. Không, anh cầm hai cái bánh. Anh đã thấy chúng ta và anh quỳnh quanh để coi có ai để đứng chờ hay không, có ai để cầu cứu hay không. Anh đang bỏ giờ lái, anh không quay trở lại. Chúng tôi hướng ánh mắt và camera về chàng trai nhỏ bảo đỏ. Bỗng nhiên anh ấy nhìn, anh ấy có thấy gì bất thường. Ra là anh ấy đang tập trung và đang phân tích dữ liệu coi chúng tôi là bọn sống hay nghĩa. Chúng tôi liền xin một miếng bánh. Không cho. Đang hướng ánh mắt về chúng tôi và nghiên cứu tình hình. Nhìn chiếc giò của anh ta. Anh ta bỏ vào lấy. Chạy rồi. Anh ta chạy như là ngựa. Anh chạy quanh. Và quay lại. Thấy chúng tôi vẫn theo dõi. Anh ta tiếp tục chạy. Chướng ngại vật rất nhiều, anh là lạng người qua một con hẻm. Ui, xém té rồi. Anh đi. Nhưng mà trên tay anh ta vẫn đưa bánh vô miệng, không ngớt. Anh ta đứng lại. Sao đây, tiếp sau đây. Anh ta không dám quay lại. Và anh tiếp tục đi. Chúng tôi bám theo chàng trai nhỏ bằng áo đỏ. Trời ơi, chết rồi. Trong cái sắt rồi. Còn cái cặp gái trai này đang xem cái gì mà cười nói bí ẩn đây, để xem coi nào. Ê, coi cái gì đó.